Kênh Đồ Lính Mỹ xin chào các bác. Hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 3, nay em lại lên với các bác Đồ Lính Tổng Hợp. Có gì lên đó cũng như mọi hôm các bác. Các bác chọn được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 14 59 65. Em ship hàng toàn quốc nha các bác. Rồi. Đầu tiên em lên một cái áo multicam này ha. Áo Combat Multica không lỗi lầm, size small nha, size nhỏ XS. Mấy bác mà thích mặc ôm có thể 70kg mang vẫn được nha. Made in USA, cái này thì từ đúng size từ 50 đến 60 thôi. Made in USA chuẩn Mỹ nghe bác. Made in USA size small chuẩn Mỹ, hàng thương mại US Army. Rồi độ mới còn ổn đấy các bác, 95% không lỗi lầm. Rồi ok, tay rồi còn ổn hết nha, miếng dán rồi cũng chưa có tươi gì hết nha các bác. Độ mới còn rất tốt nha. Trên 95 đấy. Rồi. Cái cùi chỏ nó làm hay các bác. Rồi cái này. Có mắt thần luôn nha. Có cả mắt thần nha các bác. Rồi. Túi tay đầy đủ. Rồi và size nhỏ XS 50 đến 60 cân. Bác nào thích body ôm thì trên 60 cân vẫn được nha. Và để em mang thử, em là 68 cân. Thường áo combat đúng là mặc ôm một tí nó mới đẹp các bác. Để mặc thử coi có lọt hay không. Nhưng mà nó phải gọn, bụng phải gọn nhé, bụng em nó có một múi cho nên mặc ôm thì có thể nó sẽ không đẹp. Mặc thử để các bác xem thôi chứ nó ôm nha. Trung tầm 65 cân đổ lại thì nó 60 đến 65 thì nó ôm, còn 50 đến 60 là vừa người nghe các bác. Bác mà thích ôm thì trên 60 cân. Rồi em 68 cân mang vẫn thoải mái nha. Cái phần tay nó vẫn còn rộng đây, cái phần thân thì nó ôm. Các bác mà tập gym thì có muscle lên thì nhìn nó đẹp hơn. Em có mũi à, em có mũi là nhìn mà cũng được thôi. Các bác nào tập gym hóp cái bụng lại lên là lên form liền đúng không các bác? Đó, số cân thì như em đã báo ha, từ 50 đến 60 là vừa đẹp. Còn bác nào thích ôm body thì từ 60 đến 70 vẫn được ha. Tất nhiên 70 nữa sẽ ôm nha. Còn mà ôm vừa vừa thì từ 60 đến 65 thôi. Bây giờ cởi ra mới khó nè các bạn. Tại cái này nó co giãn nên mặt vẫn thoải mái và cái tay nó rộng nha. Rồi. Em bán 500.000. Độ mới còn ổn hết nha, không tì vết, không lỗi lầm. Không dơ bẩn. Cái này chắc phải dùng quyền trợ giúp quá, khó cởi các bạn. Cởi thì được nhưng mà mạnh quá sẽ nó toạc cái áo, nó lại hỏng cái áo đi. Hơi vất vả đấy các bạn. Rồi tầm 65 cân thì nó thoải mái hơn. Rồi đo, em đo luôn nha, không tì vết luôn nha các bác. Áo còn đẹp lắm. Rồi cái loại này là cái độ gắm viết á các bác, cái này là cái chỗ gắm viết thì phải. Đây nha, chỗ này gắm viết, túi đầy đủ ha. Rồi em bán 500.000 đồng đầu like, mã số 283.
Cái này ngang ngực là ngang ngực cũng 49 là các bác. Ngang ngực 49 là. Rồi, dài thân áo là 76. Dài 76 nha, 500.000 đồng. Mã 283. Cái thứ nhất. Tiếp theo. Cái này vi tính răng ri vi tính biết của nào rồi. Ồ, của Thổ Nhĩ Kỳ các bác, của Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Istanbul Istanbul là hình như của thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ rồi, thành phố Istanbul đúng không? Được. Chả dạ, nói chung không biết đi. Ủa, cái này đây các bác, tem dán này nha. Ờ, cũng được đấy, không biết phải của lính Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Ủa, rách mất tiêu rồi, các bác lấy em tặng nha, rách rồi. Tính 300.000, tưởng không rách, tính 300.000 mà nó rách rồi, thôi em tặng luôn rồi. Mặt này cũng tầm 60kg thôi, 60kg đổ lại thôi. Này cũng cũng mặt cũng ôi cũng vui đấy các bác. Rồi em tặng nha, bác nào có đơn em gửi kèm. Mã số 284, nó bị rách rồi các bác. Về các bác làm sát nắp luôn cho em, về tháo tay đó, rách ở đây với ở đây là hai chỗ đó thôi. Rồi khỏi đo đi, dưới 60 cân thôi em tặng nghe các bác. Rồi tiếp theo một cái quần ấm nha. Cái dòng này nó, cái lưng nó làm các bác thấy nó vát ra, nó to để mình rút dây lại nha. Chứ cái này em mang chắc vừa. Này em mang chắc vừa đi. Lót lòng nha. Cái này quần ấm. Đợt trước em phục lên nhiều. Cái này thì chiều dài nó ngắn hơn nên các bác đỡ phải. Đó, vòng eo các bác bao nhiêu cũng được hết. Mình siết lại các bác. Đó. Rồi miếng dán này. Eo bác từ 80 đến 95 là đều được hết nha. Tất nhiên là rút cái dây này lại. Các bác rút cái dây siết cố định lại luôn. Mỗi lần sử dụng là nới cái này ra thôi. Đó. Chiều dài nó cũng vừa. Chiều dài cũng vừa nha các bác. Cái này quần chiều dài các bác tầm mét 6 mấy cũng được, mét 7 đổ lại là đẹp nha. Độ mới cũng cao, cái này cũng đứt thì phải. Rồi quần ấm nha các bác. Nó là quần ấm. Rồi form nó cũng ổn đấy. Lóc lọc. Hai bên là có hai dây kéo nha. Nó tháo rời được, ví dụ các bác đi đâu mà mình cắm trại mình lấy, mình tháo rời cái này ra cũng được, là làm cái mền cũng được các bác, hoặc là làm cái tấm mình trải mình nằm cũng được. Nó tháo rời ra hai bên luôn. Tháo từ trên xuống dưới nó tháo rớt ra luôn nha. Cũng độc lạ đấy, khóa Opti. Đấy các bác, lót lông này, độ mới cao, không lỗi lầm. Chất vải thì như vải, cái sớ vải nó giống vải Brooklyn á, nhưng cái chất vải này nó cứng hơn, nó đơ hơn, tức là Brooklyn poly đấy các bác. Đời 1991 nha, cái này của Đức thì phải, của Đức nha. Đời 91. Rồi, nói chung là ấm ha, bao ấm. Nó lót lông. Các bác mặc ở nhà cũng được, mặc đi đâu cũng được, ống nó có thêm cái đắp này và có bát này. Rồi cái lưng thì nó rút lại nghe, chứ cái lưng nó to, mà thường nó làm to để mình rút lại thôi. Kéo ra nó tới 100 lần, hơn 100 lần các bác.
105 này. Còn cái bát ship bát rút lại eo có nhỏ hơn, mình rút lại sau nó có thun nữa rồi ship cái dây lại rồi em bán. Này cũng đẹp mới lắm các bác, cái này mới keng luôn nha, 98% 500.000, mã số 285, lót lông luôn nha, này chuẩn lính Đức đây các bác, 591 nha, đời 91 mới tinh, mã số 285 500.000. Cái eo căng thì nó hơn 100 nha, nhưng mà mình siết lại eo các bác nhỏ, mình siết cái dây này lại siết lại được. 2 bên đều có kéo ống nha các bác, mới lắm, dài 99 thôi, dài chỉ có 99 thôi, chú ý chiều dài tầm 1m7 đổ lại là đẹp rồi. Ống 25 98% 500.000 đồng, mã số 285. Rồi em lên đây một cái Pilot màu đen của Scott này, và thương hiệu Scott Military rồi luôn, các bác thấy ghê không? Military ha, phong cách quân đội đó, style M2 đó. Đó là hàng thời trang đây nha các bác, phong cách quân đội thôi chứ không phải áo quân đội đâu. Nhiều bác cứ thấy chữ Military hay là US Army cứ tưởng quân đội, nó không phải đâu, size medium nha, Military rồi, của thương hiệu Scott nha các bác. Cái này nó tuột rồi, cái cổ nó hơi dơ, cái này về giặt giùm em. Ồ, có mở vai luôn nha, có mở vai nha các bác, form CWU, tiếp CWU 45 nha. Ồ, hàng nó đóng chất không, nó đóng cả cái logo nó bằng kim loại luôn nha, miếng dán ở đây nè, Scott nè. Rồi bo nó hơi dơ các bác, áo này nó dơ đứt thôi, cũng hơi sờn sờn đi tí, nó sờn đường chỉ mờ mờ, nó xước xước đường chỉ thôi, hơi sờn sờn đây tí, hơi dơ thôi nghe, cái này dơ đứt thôi, về giặt giùm em. Được, cái này chắc dơ em lười mang. Rồi 1m72 đổ lại. Rồi 68 đến 66 đến 7 65 đến 75 cơ. Nó hơi dơ. Em bán rồi form CWU đàng hoàng đó các bác. Rồi em bán 300.000 đi. Chỗ tay nó hơi mềm mại, sức sờn sờn xíu nhẹ đó. Rồi, mã số 8 286. Em bán 250.000. 250.000 nha các bác, mã 286. Nói chung là về giặt sạch lên là ổn đấy các bác. Cái tay nó hơi ma sát nhẹ nhẹ thôi chứ không rách gì đâu nha các bác. Nhẹ tí dưới cánh tay đó. Đâu rồi? Đây, nó hơi ma sát thôi, hơi sần sần tí. Thấy các bác. Rồi thì dao làm cạo nó bớt. Rồi. Rồi bán 200.000 đi. 200.000 đồng. Mã số 286 nha. Rồi nó dơ thôi, về giặt lại là ổn nha các bác. Có mở vai luôn, form CWU. Nó hơi dơ ngại mang. Rồi vai 58. Form này thì vai nó sẽ xệ kìa. Tay 65 và dài 74 rồi 200.000. Rồi Hà Nội còn mưa không các bác? Mình bắt nước còn mưa. Rồi em còn hai cái áo mưa poncho nha, áo mưa poncho chuẩn cấp phát 586. Con này đời 86. Đây là anh chàng đời 86 nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ 586. Cái này các bác vừa làm áo mưa mà vừa làm lều cũng được nữa,
đó, nó có mấy cái khoen mình làm lều luôn cũng được nha. Nút là nút hai mặt nha các bác, nút hai chiều nè. Con này không lỗi lọc. Không lỗi lầm nghe các bác. Ồ có lỗi lầm. Tiếp thế. Một lỗi thôi các bác, một lỗi duy nhất thôi. Về chất vải nó còn ổn lắm. Về chất vải thì nó còn ok hết đấy các bác. Về màu thì nó độ mới cũng còn bị 95 đấy, 94, 95 đấy. Nhưng mà nó bị lỗi. Rồi, đây. Cột đây nghe. Rồi nó bị cái vết lỗi nó chạy đâu rồi. Em đo trước đi. Ngang của nó 1,5 m nè, 1,65 m nè, chiều dài của nó 1,5 m, 2 m nha, 1,65 m, nhưng 2 m nếu mà có gấp đôi mặt kia đây là thành, nó chiều dài nó thành 1 m. Đây nó nằm ngay đây các bác, áo mưa lên là mặt vô là nó nằm ngay đây nha. Đây tiếc không các bác, hồi trước về các bác kiếm keo dán lại nè, ép kiếm keo hay cái gì ép lại. Đã. Tiếc hơi tiếc tí rồi em bán, tất nhiên là nó có lỗi nghe các bác, em bán 500 ngàn, trước đầy tí tiếc quá, chứ không này phải gấp đôi đây các bác. Nó bị đó cũng phải gấp đôi đấy chứ. Mã số 287. 500 ngàn nha các bác. Rồi một lỗi đó thôi. Rồi còn cái này cũng có lỗi. Cái này thì nó hơi dơ nè các bác. Cái này thì các bác về giặt giùm em. Nó bị dơ nè, mang dơ đứt sình gì nó dính vô. Mấy cái này là đứt thôi. Vì mưa đứt sình nó dính vô các bác. Cái này nó quét cái lớp keo trên cái đường may thì mình không nói rồi. Vậy nó dơ dơ đây nè các bác thấy không? Nó dơ đứt đây nè. Nó đi mưa sình nó dính vô đây nè. Nhưng mà về giặt là sạch đó nha, sạch cái vết sình luôn nha các bác. Này, cái này dính gì ta? Tạo ra. Sình đứt nó dính vô thôi. Các bác nhìn đây là biết nè, cát nè, cát nó dính vô cả mấy cái này luôn rồi đó, đứt cát nó dính vô luôn. Cái con này cũng em nhớ còn như nó không có lỗi đó. Rồi con này đời bao nhiêu đây? Rồi con này đời 89 nha, DLA 100, 89 nha các bác, cũng chuẩn cấp phát nha, chuẩn cấp phát 589. Con này nó bị dơ nha, nó dơ sình thôi. Về các bác giặt sơ thì nó sẽ ổn hơn. À, em cũng nhớ nó có lỗi rồi. Cái này nó cứng, mấy hộp nút nó cứng như vậy thôi. Cứng cái lớp keo bên ngoài này, do chưa đắp nha. Thôi rồi ta. Em nhớ là nó bị, cũng bị xước xước đầu miếng á. Coi mấy này mất thời gian không? Phải kiểm tra hết ra. Em kiểm tra trước đó rồi chứ, em thấy nó có một vết ở đâu á, bây giờ không thấy nữa thôi. Cũng mới dơ thôi, các bác về giặt lên thì chắc nó ổn. Cũng bị
không biết phải bị cái kia không ta. Này giờ nhìn không thấy vết nào luôn các bác. Đây nè, giờ đứt thôi nè, đứt mới dính giờ về các bác giặt lên là đẹp đấy. Rồi con này vậy là không có lỗi các bác. Con này nó không, em nhớ nó bị cứng như là cái nãy em chỉ, nó cứng cái đây nè. Này nó cứng cái nút thôi, nó cứng vô cái, nó cứng cái hộp nút vô thôi. Không thấy lỗi gì đâu. Rồi vậy là cũng không lỗi thôi. Cái này nó dơ thôi nha, chứ còn con này còn ổn đấy. Rồi em bán 600 ngàn đi. Cái này vậy nó không có lỗi đâu bác, mấy cái lỗi nhẹ nhẹ đó thôi. Kiểm tra nó mất thời gian đúng không, nhưng mà phải kiểm tra. Rồi không lỗi đâu nghe các bác, mấy cái vết dơ dơ nhẹ nhẹ thôi. Rồi em bán 600 ngàn, mã số 288. Rồi có hai cái đó thôi các bác. Tiếp theo cũng lên lộn xộn. Rồi một con áo ấm nữa. Cái chiếc vải nó đã lắm. Khóa Lightning nha, Lightning là của Canada. Thường khóa Lightning này thì của Canada nha. Thường là này, khả năng cấp phát cũng có đấy. Thường Canada khóa đó là khóa đó thường là mấy cái áo cấp phát là thường khóa đó. Còn cái này không biết phải cấp phát hay không. Nó bán 27.99 nha các bác. Tức là trong cửa hàng đồ cũ á nha, cái cửa hàng đồ cũ bên đó nó bán á. Cái này hàng đã qua sử dụng nhưng mà hàng mới đâu, nó niêm phong giá nè 27.99 đô. 28 đô không? Nhưng cho 20 đô, bữa nay 25 mấy mấy lần các bác. 5 600 600 7 tầm 700 ngàn đấy các bác. Đây ở dưới nó có cái đai này nè. Rồi cổ lông nè, trong cái cổ nó còn có cả cái bo nè, nó chất đấy các bác. Có thêm nón nữa nha. Nón này liền không tháo rời được. Các bác không thích thì cắt bỏ luôn, lấy kéo cắt đi nếu không thích sử dụng nón. Ủa cái áo nặng lắm. Cái lót cũng chất lắm nha. Tay nè các bác, tay viền da thật luôn nha. Cái da này da thật luôn đấy, da bò đấy. Bên trong nó có bo luôn nè. Cái này dưa đứt thôi. Cái chất vải của nó nè, chất vải dày lắm nha. Chất vải nó như vải chống cháy đó các bạn. Áo này nó may chất lắm. Bên trong lót này nó may cả cái thun nè, để mình cử động nó không có bị kích đó. Đó, nói chung là đây, tem nó đây. Rồi này thì chắc thương mại thôi. Này chắc thời trang thương mại thôi nha. Nhưng mà hàng khóa Lightning là của Canada đấy. Nó có xẻ hai bên này nè. Cái vải nó dày lắm các bác. Cái chất vải nó dày nha. Cái áo nó cũng dày nữa, ấm. Rồi nó có cái đây. Các bác gài đây lại. Nó hay các bác ha. Gài khóa lại nha. Rồi 1m65 đến 1m75. Nặng cũng từ 65 đến 75 cân luôn nha. Cổ bẻ lông nha các bác. Ồ, cũng chất đấy. Các bác nhìn thấy cái áo không? Nó những cái đường may chi tiết nó là đúng biết nó chất rồi. Tay là da thật luôn nè. Cái viền á, cái viền của nó da thật luôn đấy. Bên trong nó có bo. Áo nó còn ổn nha. Rồi về giặt sơ cái là mang thôi. Rồi hai bên nó có sẻ, khóa hai chiều luôn nè. Khóa hai chiều luôn nha các bác. Khóa IKK này. Khóa chính là khóa nhôm Lightning, còn khóa bên hông là khóa nhựa IKK.
rồi không lỗi lầm gì luôn nha. Chất vải nó còn ổn lắm, độ mới cũng còn ổn nha. Độ mới 95 cũng được đấy, cho 94 thôi, chứ còn đúng ra cái vải nó còn, chất vải nó còn mới lắm. Ủa, cái phần này nó hở luôn nè, nó giống như mở lưng, mở nách á, mà nó mở cả trước cả sau luôn, các bác thấy hay không? Thường nó mở phía sau rồi đúng không, còn cái này nó mở cả phía trước luôn. Rồi nút nè, đúng nút Canada luôn ha, lúc nào nó may lòn miếng vải vô như thế này. Rồi chỗ này nó dơ tí nha, về giặt em bị dơ nha, em cạo nó ra nè, nó dính gì thôi. Vậy chất đấy các bác, em bán 600.000. Vai 52, tay 63, cái này 77kg mang vẫn được. Và dài 98 nha, 80kg mang cũng được nữa, nhưng mà phải mặc bên trong áo mỏng thôi. Rồi con này chất này nặng phải 2,5kg đấy các bác, 600.000, mã số 289. Rồi cho lên một con áo bomber màu đỏ đô. Ủa, con màu này cũng đẹp nha, của hàng Onavi luôn đấy các bác, thương hiệu Onavi, thương hiệu của Mỹ nha các bác, Onavi San Francisco, gia công tại Việt Nam, size XX large này. Việt Nam thì gia công thôi nha, chứ không phải là thương hiệu của Việt Nam, thương hiệu nó vẫn của Mỹ nhưng mà nó gia công ở Việt Nam, nó giống như mấy cái quần Alpha vừa em lên đấy các bác. Rồi, nhưng mà nó vẫn tiêu chuẩn của hãng Onavi nha, thương hiệu cũng lớn đấy. Tem mát đầy đủ, size XX large, độ mới cũng cao đấy. Hai mặt, màu trong nó xám, bo trong xám, bo ngoài cùng màu. Ồ, con này đẹp đấy. Này nó ép kiện, cái dây giống như nó cái dây kéo nè, nó cứng hơi ma sát nè, không rách nha. Nó hơi ma sát nè, hơi ma sát thôi, giống như nó ép kiện chặt cái khóa nó cứng vậy, không rách, nút chìm luôn các bác, nút chìm luôn nha, nút cài chìm nè. Ok, cái màu đẹp, Onavi bò, độ mới còn cao đấy, con nó ép kiện nó hơi cứng cái này thôi, không rách không có gì đâu nha, hơi cứng cứng, hơi có dấu tí đó thôi, nhưng mà hơi to. Cái này các bác cũng từ phải 90kg rồi các bác, hoặc ít nhất phải 85kg ha, đến 100 cân. Rồi con này chất đấy, cái vải cũng chất nha, hàng này, hàng Onavi nó cũng chất lượng lắm nha các bác, cũng hàng mới cũng đắt lắm, không rẻ đâu. Rồi con này em bán 350.000, 350.000 nha. Độ mới còn cao đấy nha, độ mới cao lắm, nhưng mà nó bị giống như ép khóa nó cứng này tí, nó không có sờn, không rách nó nha, nó hơi bị dập dập cái vải tí nè, sờn đây tí. Rồi, lót chừng chám luôn nha, nhưng mà nó vừa thôi, không dày đâu nha, nó cũng mỏng thôi, mà nhưng mà nó vẫn có lớp bông ở giữa nha. Mã số 290, 350.000. Vai 57, tay 69 và dài 71, 350.000, mã số 290. Còn mấy cái áo thời trang em lên luôn các bác.
Rồi lên một cái áo bóng chày ha. Ô con này tay trong lăng cái chiếc vải nó bóng quá. Chiếc vải nó bóng bóng nha. Chiếc vải nó bóng nha. Này nó theo snap router. Đó. Theo xuyên lót luôn, lót chân chám này. Lưng cũng vậy nha. Cũng độ mới cao, cái chiếc vải nó như vậy phi bóng vậy đó các bác, nó bóng nha. Rồi bác nào. Ủa nó mới nè. Bác nhìn bo tay rồi mới kê ngang nha. Không chưa có dấu vết mặt luôn nữa các bác. Dàn áo bóng chày đó các bác. Rồi, tem của nó đây. Ủa made in USA luôn nha. Đây các bác. Made in USA luôn nè. Chuẩn Mỹ đó. Nó mới lắm, cái tem nhiều khi để lâu cái lớp bột ở ngoài nó bị lão hóa đó nha. Chứ còn cái áo này nó mới cứng nữa các bác. Kinh luôn à, made in USA luôn. Xài lát nha. Ồ, tay đây nè. Cái chiếc vải nó bóng bóng các bác. Nhìn cũng sang đấy, mặc lên nhìn sang đấy. Cho nên các bác nhìn mấy cái đồ Mỹ lúc nào trước giờ em thấy nha, cái nút này là toàn của Mỹ, thấy cái nút mà nó hai chân nó đóng gặp lại nhau này các bác, toàn của made in USA rồi các bác, của nước khác em chưa thấy luôn, mà ngày xưa đó cái này, chứ còn đời mới giờ cũng ít gặp mấy cái nút chân này, mà thường cái nút chân này là đa số là made in USA ha, còn các nước khác thì em chưa thấy, biết có hay không nhưng mà hầu như em thấy cái nút hai chân này là đa số là của made in USA hết đó các bác. Cái mặt trong của nó không vậy, cái này nó cứng lắm, nút này nó cứng lắm nha, nút này thì bao bền. Chuẩn Mỹ mới cứng luôn các bác, áo này nó mới cứng nha, form dạng form bóng chày á các bác, áo bomber bóng chày đó. Rồi chuẩn Mỹ mới ken, mới chưa sử dụng luôn đấy. Rồi mấy bác lính không biết thích hay không, mà dành cho mấy bác, mấy bạn chơi hệ vintage thì có thể thích con này. Form cánh dơi luôn nha. Rồi ok, ok các bác. Rồi bác nào thấy vừa ý nha, form mặc rộng rộng gì cũng được, 68 cân như em mang vẫn ổn nha. Bác nào thích rộng rộng 65 cân cũng được, đến 80 cân. Rồi cứ từ 70 đến 80 cân đi, cái túi nó chặt chéo nhìn cũng hay. Đó cái túi này khá là hay ha. Rồi mới ken luôn em bán 500.000, 500.000 đồng nha các bác. Chất vải của nó dạng như vậy phi bóng vậy đó, nó bóng nha, cho nên là các bác phải chú ý nha. Đó thích bóng bóng thì chơi con này, nhìn nó cũng hay đấy các bác. Rồi lần này mới ken luôn nha, chưa sử dụng là có đấy, 500.000 đồng. Mã số 291 nha, 500. Tay đắp lăng nè, không có đâu. Dài 68, chiều dài 68 ha. Rồi, nút bấm. Cái hộp nút bên thui bóng. Rồi em lên một cái Varsity này các bác. Mấy dòng này thì em ít bán ha. Nó gửi giờ hàng nó chưa có hàng đẹp và xen kẽ thì một ít mà thời trang mình bán. Cái cổ của nó. Cái cổ này các bác. Nhìn nó hay dê dê. Dê dê rồi. Size 170. Bad boy 86. Nút của nó đây. Nút ngôi sao nha. Rồi chức thân là giả, mà tay thì nó không phải da, nó giả da đây các bác. Nó giả da thôi nha.
da giả thôi, cái chỗ này nó bị cứng như vậy nè, hơi xước một tí nè, nó bị cứng thôi, da nhưng mà da giả thôi, da simili đấy các bác. Rồi, cái phần này nó bị dơ dơ, ăn màu dơ, hơi đen đen tí, cũng mờ thôi, nó mờ thôi nghe các bác. Phía sau cánh tay à, bò cũng hơi dơ dơ đó, một lỗi là bị ngay đây, nó cứng nè, dấu này dấu ép kiện luôn này các bác, nó ép chặt quá, nó cứng xước cái này tí. Rồi, lót bad boy. Rồi, cái tem của nó đây. Rồi, made in China các bác, made in China nha, Varsity. Rồi, cái này size nhỏ các bác, tầm 55kg đổ lại, cổ bẻ ra như thế này. Rồi, em bán 250.000, cũng ổn, nói chung là 55kg đổ lại thôi nha. Đây nó bị cứng tí ở này thôi, phần này nó hơi đen đen mờ mờ thôi, nói chung nhỏ con nha, và cao 1m65 đổ lại đi, 250.000. Chiếc vải già của nó, cái này thì vải già ha, vải già thì còn ok, cái tay nó hơi cứng ra tí thôi. Rồi mã số 292, 250.000. Tiếp theo vai 41 thôi nha, vai nhỏ, tay 62.5 và dài 65.5 nha, nút rồi còn tốt hết nha các bác, điện thử nút hết rồi. Rồi nút là ổn nhất, không hư hoạt nào nha, rồi ổn hết các bác. 292, 250.000. Rồi em lên cái màu đỏ. Size M, tem nó hơi mờ, chỗ này nó hơi ố màu, tay nó dơ nè các bác, cái này thì giặt ra nè, này dính dơ rồi. Rồi cái này khoác mỏng thôi, khoác nhẹ nhẹ chơi thôi, cái này dơ giặt ra nha, dạng áo gió nhẹ USA nè, hơi dơ dơ đây tí, chơi chơi thôi các bác. Khoác nhẹ, màu đỏ cũng nổi bật tí chứ. Rồi, nói chung nó hơi dơ thôi nha, chứ còn là áo còn ổn đấy, 150.000. Rồi 72kg đổ lại, form này rộng rãi thoải mái, 75kg cũng được, rồi 1m7 đổ lại, cổ cái cổ các bác cũng bẻ ra ha. Rồi mặt chơi chơi cũng được các bác, 150.000. Mã số 293, cái hộp nút nó mà làm bằng da luôn các bác, này mặc được hai mặt không ta, ủ mặc được hai mặt đấy các bác, túi này không biết nam hay nữ đây. này bán toàn cái gì không các bác. Rồi áo mặc được hai mặt nha, này áo nữ hay nam đây không biết. Rồi
72 cân đổ lại và cao 1m7 đổ lại đi. Cao 1m72 đổ lại. Rồi. Phần này phần giả nha các bác. Rồi còn mặt ngoài là vải kaki. Áo này cũng chất đấy, nó bằng da nha, cái viền này nó bằng da nè. Đó, mặt ngoài là kaki nha. Ok. Cái này Việt Nam này nữ này đi. Tay em thấy bị sờn đâu tí, bị sờn lên tí rồi các bác. Là cái da thật luôn nè, nó viền bằng cái này da thật luôn nha các bác. Và cái hộp nút này nó bằng da thật luôn nè các bác. Hộp nút này không phải bằng nhựa đâu nghe, nó là da thật đấy. Nó bị ràng ràng da nó đan lại nè. Các bác thấy cái hộp nút nó làm hay không? Nó làm bằng da thật cái nó đan lại nè các bác. Chứ không các bác. Rồi. Đó, bác nào thấy chắc gì vậy tự nhiên tưởng đô la cho thấy vậy. Sờn đây tí. Rồi em bán 200.000. Này nó có cái gì kẹp cổ ở đây nữa. Rồi, cái chung cái bác mặt chơi chơi cũng được. Bên tay ngoài thì nó bị sờn đây tí nha. Giờ cái bác mặt săn lên thì đúng hơn á. Có thể mặt nó săn lên như này. Mặt chơi chơi cũng hay quá, kiểu nó nhìn nó cũng hay đó. Cái đường cắt của nó đó. Rồi em bán 200.000. Khỏi đo đi ha, em đo chiều dài thôi. Dài 92. Mã số 294. Tôi bán 150.000 luôn đi. Rồi, còn mấy cái áo lên cho nó hết trên này. Amagasaki Sanjo gì đó ha. Chiếc vải ở đây các bác. Màu xám bạc nha, tay màu xanh. Cổ tay. Cổ tay cũng sờn. Lót nỉ luôn. Rồi, áo này. Cái tay nó hơi sờn. Tay nó sờn nè các bác. Em bán 100.000. Rồi 70 đến 80 kg thôi. Mặc chơi chơi cũng được các bác. Áo còn cũng còn trung bình đó, nhưng mà cái tay nó sờn nè. Mặc lao động thôi. Rồi. 100.000 nha các bác. Lót lông luôn. Tóc lông nhưng mà cũng mỏng thôi, không dày đâu. 100.000 mã 295. Chúng cái này mang lao động thôi nha các bác. Vai 57 độ mới còn tương đối không cao đâu. Tay 60. Và dài. Dài 73, 100.000 đồng, mã số 295. Rồi lên một cái áo polo này. Polo sport. Made in China, size XL đấy. Cái kiểu rồi. Kiểu khá là hay nha các bác, có túi trong này. Màu đỏ. Những cái đường viền không may chi tiết không các bác. Nó may gân này, ở giữa. Khá là hay ha. Chất lượng. Khóa cũng vậy nè, khóa tay cầm cũng bolo sport luôn. Rồi, hàng xuất sang thị trường Nhật nha các bác. Nhìn chữ Nhật thôi là biết là xuất vào thị trường Nhật rồi. Made in China,
thương hiệu Polo này của Mỹ nha, gia công tại Trung Quốc và xuất sang thị trường Nhật. Lót mỏng rồi, hai lớp lót mỏng. Rồi các bác, từ 75 đến 85 kg các bác. Cao trên đến 7 ha. Rồi ok, áo cũng đẹp đấy. Áo còn ổn nha, màu cũng đẹp. Rồi bán 300.000. 300.000 nha các bác. Áo còn ok hết, miếng dán nó còn ổn hết nha, có A tay luôn. Rồi. 300.000 đồng. Chất đây các bác, cái này nó may có mở vai luôn nè. Nó có cả mở vai đây nè. Rồi theo logo Sport nữa ha. Nó chạy mấy cái đường gân viền, các bác thấy chất lượng không? Rồi không lỗi lầm nha, 300.000 đồng. Vai 58 nè. Tay 56. Và dài 77 nha, nếu dưới lai nó có dây rút nè, các bác muốn bo ống lại mình rút dây. Các bác thấy cái cục này nó còn dập chữ luôn, dập hiệu luôn. Rồi mã số 296, 300.000. Rồi em lên một cái áo này, các áo nữ, áo dạng áo phao, phao cổ lông cũng ấm nha. Rồi cái này biết nam hay nữ. Rồi 65 đến 75 kia. Rồi cao 65 đến 75 luôn, form dài nha, form này nó dài, màu nồng súng luôn đây các bạn, nón lông luôn. Không lỗi lầm, độ mới cũng cao đấy. Bo này có điều nó không được ôm lắm đó nghe, bo nó không ôm đâu. Thì không biết phải dạng không, thấy áo nó còn mới nhưng mà biết bo nó không được ôm. Rồi bán 200.000 luôn, hàng Nhật nha. Hàng thị trường Nhật luôn đấy các bác. Rồi chữ Nhật thôi. Rồi, ở giữa nó có lớp bông nha, ấm. Sorry đê gì đó. Nón dính liền không tháo rời được nha, viền lông, vành lông. Rồi dưới lai có bò luôn. Rồi 200.000, mã số 297. Vai 46. Vai 46, tay 64. Và dài. Dài 74 nha. Cũng dài 74 nha các bác. 200.000 mã 297. Rồi em lên một cái áo áo gió nữa nè các bác. Made in Philippines. Made in Philippines nha. Cái kiểu nó giống giống cái áo nãy ta. Mỏng thôi nha, lót mỏng thôi, nó thêu. Phát nhẹ nhẹ cũng hay các bác. Con này còn ổn. Không lỗi lầm. Rồi, 200.000. Rồi cũng từ 63 đến 73 kg, 62 đến 72 kg thôi. Độ mới thì 95 đấy, mới còn áo này còn ổn nha. Rồi mặc kia chơi thôi các bác, 200.000. Mã số 298. Rồi dài 68. Rồi cái thân này tay rất lăng nha, không có đâu. Áo ổn nha, độ mới cũng cao đấy.
95%, không lỗi lầm. Cái này hàng nó không được đẹp. Thời trang rồi, con này Chicago Bull luôn này. Chicago Bull, chữ nó hơi bay tí rồi các bạn, chữ nó kiểu vậy ha, nó bay ở trong phải kiểu đó. Tại sau lưng em thấy nó cũng có cái đầu bò nè, hình con đầu bò này các bạn, chứ nó vẽ lên hay sao ấy chứ, nó vẽ lên đó, nó mờ mờ này các bác thấy không, nó có hình vẽ con đầu bò này, nó mờ mờ này các bác thấy không, đó, cái sừng trâu nè, cái sừng nè. Tức là Chicago Bull là biểu tượng cái đầu con bò các bác. NBA luôn. Size S nha, lót rằng ri luôn đấy các bác. Dưới nó có dây rút mà. Phía sau nó hơi mờ mờ nha, nó vẽ cái hình nó mờ mờ thôi. Rồi chiếc vải nó đây. Cái này size S rồi các bác. Cái này nhỏ thôi, dưới 60 cân. 55 cân. Và dưới 1m6 luôn nha. Dưới 1m6 và dưới 60 cân. Rồi em bán 150.000 luôn. Con này còn ổn, nhưng có nó size này nó lỡ cỡ. Các bác hình dung cái size nha, em mới 68 và nặng 68 cân. Các bác hình dung cái size em mặc từ để. Nói chung là cứ số cân như em đã báo đó nha, dưới 60 cân thôi. Vai 38 thôi nha. Dưới 55 càng tốt. Vai 38 dưới 60 cũng hơi ôm đấy. Tay 61 dưới 58 cân. Và dài chỉ có 61.5 thôi. Ô con ổn đấy, mà cũng vui đó các bác. Mã số 299, 150.000. Con này nó mới cứng luôn, còn cả đạn dừa này nó bị bể một hộp nút rồi các bác. Này về các bác gỡ đại hộp nồi, trong này nút nhiều lắm này, nó gắn nón gắn lót gì thế, gỡ đại hộp đứng ra đây mà em nghe. Vải nó như vải bốc đinh đấy các bác, đây chiếc vải nữa đây, cái màu mới lắm nha, cái này nó mới lắm. Cầu vai các bác tháo rời được mà. Cầu vai đôi nha, các bác không thích tháo cái này ra rút cái cầu vai ngoài ra. Con này còn cả nịt luôn ấy các bác, mới ken luôn. Nhưng mà cái đầu nịt thì nó oxy hóa, nó hơi hen rỉ tí thôi. Con này nó mới cứng luôn á nha. Một lớp thôi. Cái này bữa giờ em lên cũng mấy cái mà không biết của thằng nào. Cho biết chủ châu Âu thôi. Không biết chính xác của thằng nào thì không biết. Đó. Này nó mới lắm các bác, này nó bị ố cái giấy thôi nha, chứ cái này nó mới chân khóa. Mới cứng luôn á. Nhưng mà cái này biết sai bao nhiêu. Này phải trên 75 cân. Bác nào mặc thêm cái áo bên trong thì tầm 70 cân cũng được. Còn không thì phải 75 đến 85 cân nha. Cái dòng này mặc rộng rộng chút cũng được, không sao đó. Rồi có đây này, tay thì nó dài. Này phải trên 75, 78.
Còn tay nó dễ thôi, tay các bác có thể cắt bớt nha, tay nó tròn thôi. Hoặc là lận lên cũng được. Các bác muốn đẹp đi ra tiệm hồng may cái này thì dễ cắt. Rồi mới cứng luôn nha. Mới lắm các bác. 500 ngàn. Này của châu Âu. Như em có hai cái này. 500 ngàn nha các bác, mã số 300. Vai 51. Tay 68. Dài 99 nha. Rồi, 500 ngàn mã 300. Còn cái nữa. Cái này nó ngắn hơn. Cái màu nó cũng hơi khác tí nhưng mà cũng mới kiên luôn. Màu này có vẻ nó xanh hơn xíu xíu. Màu này nó thiên về cứt ngựa hơn chút. Chiếc vải này các bác. Chiếc vải ở đây nha. Rồi, túi. Còn này cũng mới lắm. Đài nịch luôn, nó y chang cái kia thôi. Cái này nó cũng hơi oxy, hơi xỉn oxy hóa tí ngay đây. Rồi hai con như nhau, như con này nó ngắn hơn. Có cả dây rút eo luôn nha, con kia cũng có. Nãy em quên giới thiệu ha. Đó, dây rút mà. Dây nó để lâu nó bị nó giòn, cái này nó bằng dây thun á. Nó giòn luôn nè các bác. Tức là nó bị cái dây thun nó lâu ngày quá nó bị lão hóa rồi. Cái đó thì chả sao. Còn lại cũng còn mới lắm. Cái cổ nó bị cứng rồi các bác, nó bị mặt cái này nó bị cứng hút nút rồi, hay cứng cái gì đó hay sao. Nhưng mà nó khi cái bắt mặt bẻ ra mấy con lòi chắc có đấy các bác, một lỗ ngay giữa cái cổ luôn nha, một lỗ đi đây. Cũng nhỏ thôi. Rồi nắp lỗ thông hơi là đầy đủ. Cũng mới lắm. Con này cũng đồ mới. Có thể nó mặc lướt một hai lần. Cái cổ nó có vết mồ hôi mờ mờ đây. Cái này nó cứng. Rồi. Con này có vẻ size nhỏ hơn. Cũng vậy, có điều nó ngắn hơn thôi nha. Rồi tầm con này cũng từ 70 đến 68 đến 80 cân. Cao 1m73 đổ lại nha. Rồi. Rồi con này nó mới lắm. Độ mới cũng cao nhưng mà nó bị lỗi như em đã báo ha. Lỗi tí ngay cổ em bán 400. Rồi nịt đầy đủ luôn nha các bác. Túi đầy đủ ha. Trên dưới đầy đủ không lỗi lầm. Ngoại trừ một lỗi ngay cổ rồi. Này nó dính dơ gì nó dính ăn ra đây. Cái bát bẻ ra thì nó che được. Hoặc là giặt có thể nó sạch nha. Rồi vai 53. Tay 58. Và dài 84 các bác. 400 ngàn nha. Mã số 301. Chỉ có một cái lỗi ngay cái cổ vậy thôi. Còn lại là còn mới lắm. Rồi. Rồi. Và chắc là cũng một tiếng rồi các bác. Cũng có lộn xộn cái gì. Có mấy cái này lên lộn xộn thôi. Và các bác thấy vừa ý được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em nha. 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Rồi và rồi em xin dừng video tại đây các bác.
Rồi và xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Hy vọng đợt tới thì em sẽ lên hàng đẹp hơn. Bữa giờ hàng nó cũng chưa, hàng nó khan hàng các bác, chứ lại hàng đợt này nó không có hàng đẹp, nó chưa có nhiều. Nên là đang đợi hàng mới đẹp về. Và các bác hẹn các bác hẹn lúc nào có hàng đẹp em lên. Và xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Rồi xin chào các bác.